tiếp tục làm nữa hay không, giống như là đi tu về đúng như là bị khảo á, bị khảo á mọi người, những cái chuyện trời ơi đất hỡi nó dựng lên. Hôm nay mọi người cho em khóc một bữa, thiệt sự nỗi ức nó tràn ngập trong lòng á. Mặc dù là một CEO nhưng mà đôi lúc có những cái nó đè nén trong cái trái tim của mình mà mình không có nói được. Tại sao mà con người sống không chịu yêu thương nhau? Ví dụ bây giờ cái chuyện nhỏ đó mình sẽ phải hóa cho nó thành không, chuyện lớn đó, thì hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn đằng này á toàn bới to lên, chỉ muốn người ta chết đi, người ta phải nằm xuống á thì mình mới vui. Sống cái xã hội gì kỳ cục vậy? Mấy người không hiểu được, tại vì em quá khổ quá. Em kiểu như mà mình là một cái, mình xuất thân của mình không có được may mắn, mình phải cố gắng để mình vươn lên số phận để mình có kết quả ngày hôm nay. Em chưa bao giờ em chối bỏ là em không có tốt số để mà sinh ra trong một gia đình giàu có, một công chúa quyền quý này nọ. Em vẫn nhận em là xuất thân em là rất là bần hàn, nhưng tất cả những thành tựu em có ngày hôm nay á là do sự cố gắng của em. Và đương nhiên em phải ăn ở như thế nào thì trời đất mới phù hộ em đến ngày hôm nay, đúng không? Các anh chị suy nghĩ đi, em có tài năng tài cán gì mà em thao túng tâm lý ai, hay là em dụ dỗ khách hàng qua em làm? Em làm gì có tài năng đó mà mở miệng sao chửi em những câu nghe nó buồn kinh khủng luôn á. Mà các anh chị biết được, đây giờ đang ngồi một mình ở nhà đó, lên đây khóc blue la vậy đó. Chứ thiệt là không có tâm sự được với ai hết trơn, không có ai hiểu mình á. Chồng mình cũng vậy, ông Thành thì ảnh cũng chung là cũng đâu có thể mà nói hết cho những ảnh hiểu được. Tại vì cái gì á cũng phải cố xử lý, vì là mình đã đi một cái đoạn đường nó quá xa rồi, lầm lũi đi một mình một đoạn đường quá xa rồi, mình phải tự làm nhiều thứ quá. Bây giờ cái khoảng cách nó xa quá mà để quay lại để giải thích cho một người hiểu được đó, nó rất là mất thời gian. Nên là cứ lầm lũi đi một mình. Em lên đây á, em tâm sự với mọi người, em phải xin cái lòng thương hại của bất kỳ ai. Mà mục đích của em á là em muốn nói cho mọi người hiểu rằng là trong tất cả những cái tình huống xảy ra trên cuộc đời này á, mọi người á phải suy xét lại. Mọi người đừng bao giờ dùng cái sự sân hận của mình á để mình sẵn sàng mình mở những câu, mình buông miệng, mình mở ra những cái khẩu nghiệp, mình làm tổn thương người khác. Lời nói ra rồi rút lại không có được. Sống là mình phải tích cực, mình tích cực trong mọi tình huống. Em ví dụ đơn giản thôi, cái chị khách chị like cho em mắt đỏ hôm nay nè, em cảm ơn chị, là nhờ chị like cho em mà hôm nay em được nghỉ một ngày, em được nghỉ một ngày rồi em được có thời gian em lên tâm sự với những cái bạn trên mạng của em. Tích cực trong mọi hoàn cảnh, trời ơi mình yêu thương nhau không hết đi. Sống bây giờ hôm nay ngồi nói chuyện đây chứ ngày mai biết đâu được lên đường, thì tại sao phải sân hận nhau để làm cái gì? Sáng hôm nay ok, em sẽ dành cái ngày hôm nay, cái buổi hôm nay để em khóc một lần, để em khóc một lần, em trải về cái đau khổ và cái mà gọi là chịu đựng của một người làm nghề thẩm mỹ. Một lần duy nhất ngày hôm nay, và sau buổi livestream ngày hôm nay em sẽ không bao giờ nói về nó nữa. Đây là một lần duy nhất cuối cùng em nhắc lại. Ngày hôm nay, sáng hôm nay khi em đau mắt đỏ ở nhà đó, em đối diện với hai cái luồng mà em rất là buồn. Một, về mà tỉnh lì á thì em không nhắc tới nữa, cậu đó như thế nào đó thì sắp thời gian tới cơ quan chức năng á
người ta sẽ xử lý. Và những phương tiện truyền thông, những cái gì mà cơ quan chính quyền xử lý đó, thì cậu Lì sẽ là một bài học để cho những thế hệ trẻ biết được mà sợ, mà không dám làm những cái điều sai phạm tiếp theo. Em có 3 điều hiện tại mà nó làm cho em rất là buồn. Thứ nhất, khách hàng làm thẩm mỹ, các chị rất là đáng yêu. Nói chung các chị nào mà hiểu nhã đó, các chị là đáng yêu. Tâm sự với các chị chứ làm cái nghề này không có sung sướng gì hết á. Không có sung sướng gì mà cầm nửa đồng tiền mấy tiền của các chị đi làm thẩm mỹ hết. Các chị đóng đồng tiền để làm thẩm mỹ thì tụi em cũng phải chi phí rất là nhiều và phục vụ các chị rất nhiều. Không có đơn vị nào trên thế giới này khẳng định là làm sẽ đẹp. Mà đôi khi các chị biết, thỉnh thoảng gặp những cái câu rất là đau lòng. Hôm qua em nhận được một cái tin nhắn của một chị khách. Chị nói cái sẹo bụng chị không có đẹp. Chị lấy một cái hình quảng cáo trên mạng, một cái hình Photoshop mà em nói cà nát hết trơn vậy đó, mà chị cũng tin được nữa. Chị buông lời, chị nói làm thẩm mỹ mà làm như vậy, mà đi bỏ tiền làm từ thiện là để gỡ nghiệp hay gì? Không có hiểu luôn á. Nói tức là em nói các chị nghe nè, khi mà các chị muốn đi làm đẹp thì các chị phải tìm hiểu đơn vị làm cho các chị, tìm hiểu được những rủi ro có thể xảy ra trong thẩm mỹ. Và các chị nên nhớ rằng cái đơn vị thẩm mỹ nào làm cho các chị, người ta có tâm hay không có tâm là người ta, cái tính chịu trách nhiệm của người ta. Chứ không có ai mà em nói thẳng với các chị mà đi làm đẹp mà các chị đòi một phát các chị đẹp như tiên là mới uy tín, mới trách nhiệm. Không bao giờ có chuyện đó. Em nói trên đây có thể 10.000 người coi cũng được. Các chị có thể không đi làm chỗ em cũng được, các chị đi chỗ khác cũng được đi, rồi các chị phải hiểu được những cái thông điệp em chia sẻ như thế nào. Cái chuyện nào nó ra cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ các chị làm đẹp đi, đây em nói chung trong ngành thẩm mỹ nha, không thể không phải chỉ vì một đơn vị em không đâu. Các chị đi làm đẹp, các chị chưa ưng, các chị nói, các chị phản hồi cho đơn vị thẩm mỹ đó, mà họ bỏ rơi các chị, họ lơ là, họ không có trách nhiệm, họ không có phục vụ, họ không cố gắng để làm sao cho các chị hài lòng, thì các chị bóc phốt, các chị nói người ta. Còn cái chuyện việc thiện nguyện của em á, làm ơn làm phước, đừng có quơ vô mà chửi em. Cái chuyện đó. Còn một chuyện khác nữa, mọi người biết em khóc là em khóc vì cái gì không? Năm 2000, nói chung cách đây khoảng hơn 2 năm trước, em có làm dịch vụ cho một cái chị A nọ. Cái chị đó chỉ là ăn chay trường, chỉ ăn chay trường và chỉ nói chuyện tâm Phật, rất là, nói chung là Phật tử, tâm Phật hiền hậu vô cùng. Chị nói hoàn cảnh chị khó khăn, tạo điều kiện cho chị, tạo chương trình cho chị để chị đăng ký chị làm. Sau đó không may xảy ra vấn đề rủi ro thì bụng chị có cái sẹo chưa có đẹp. Nói chung trong quá trình hình thành vết thương thì nhiều lý do lắm, em cũng không có đổ thừa chị ăn chay trường nữa, mà không đủ cái dinh dưỡng để cho lành vết thương. Thì vết thương nó có vấn đề nhiễm trùng, bên em xử lý cho chị mấy tháng, gần 2 tháng trời. Xin thưa với các anh chị, cái đâm mà lúc mà dịch Covid vừa mới xảy ra, em thương cái chị đó lắm. Em tại sao em kể câu chuyện này, tại vì em kể câu chuyện này xong em thề với các anh chị, em sẽ không bao giờ dùng cái tâm từ bi của em ra để em đối xử tốt với khách hàng mà em để em nhận như là một người chị của mình, để rồi em phải nhận lại những cái cảm giác đau đớn như thế này. Cái chị đó, chị làm thẩm mỹ bên em hỗ trợ rất là nhiều. Sẵn may xảy ra có vấn đề, sau đó xử lý cho chị em xui tết nhất. Chị buồn, chị không ở bệnh viện, mình mời chị về nhà ở với mình lo cho chị ăn uống, chị ở với con mình. Thời gian đó là Covid mới xảy ra, nhà kế bên là nhà của em để thiện nguyện, em nấu mỗi ngày 2.000 suất ăn, chị cũng tham gia. Thời điểm đó chị đi, chị nói tốt về em như thế nào, em không biết chị có xem like trên này hay không. Chị có biết hôm nay em đọc những tin nhắn của chị mà em như muối sát vào tim em á. Bởi vì khi mà em đọc cái tin nhắn đó xong, em cảm thấy không biết những cái việc gì em đối xử với con người em có cần tiếp tục nữa hay không. Em lo cho chị từng ly từng tí. Ủa chị, em lo cho chị cái vết thương của chị tới nơi tới chốn, xong rồi đi vay nợ cho chị, mặc dù em phải trả lãi 20%. Em sống vậy mà em còn sống ác chỗ nào?
mà chị chửi em. Chị chửi trên đầu, trên cổ em. Chị biết em đau lòng cỡ nào không? Khi mà thiệt một người em đối xử người ta chỉ tốt một á, người ta chửi em á, em không có nói. Em đối xử chị 100 mà chị như vậy đối với em đó. Cái sổ đỏ của chị còn trong két em kìa. Em hủy cái bạn Facebook của chị á, là gì á? Chị không xứng đáng là người bạn của em nữa thì em hủy thôi. Xong rồi chị đăng cái nick em lên, chị phút em. Em mà cho gương mặt chị lên, cả nước này biết cái chị mắng nhục á. Chị cứ đăng hết những cái hình ảnh chị vấn đề chị bị thẩm mỹ lên đi. Có không sao đâu, cái đó là chuyện rủi ro trong thẩm mỹ. Em cũng đã hoàn thành nghĩa vụ mấy tháng trời lo cho chị bình thường, vết thương lành. Ăn uống của chị em lo chu toàn. Còn đi mượn nợ cho chị vay ngược 200 triệu nữa. Rồi bây giờ chị nói như sao? Cái 200 triệu đó là để đền bù. Còn cái bụng phải đền bù thêm thì thôi chị nói thẳng ra luôn đi. Chị nói luôn đi là chị muốn bao nhiêu tiền để cho nó đỡ đau lòng nhau. Chứ chị đừng có mà lúc miệng thì nói nhân quả, lúc nói mình là tu Phật, hy sinh. Xong chị làm tổn thương người ta như vậy.